Kiếm gì vậy? Đâu có gì. Tình hình sao hả? Tất cả như thường. Có tiền không? Anh không biết tôi bạch đầu thần thám hay sao? Anh có tóc bạc sao? Là thần thám chuyên chơi không có vốn. Ủa? Anh Dương? Nốt ruột anh đâu rồi? À, lấy ra rồi. Nè, nốt ruột phú biết đó nha. Vậy hả? Bây giờ tôi có quá nhiều tiền, muốn bớt điện chút tôi. Ê, nói hay. Yeah. Vậy làm theo quy củ như trước nha. Quy củ thế nào? Cho tiền mà. À đúng là quy củ. Tin cả nhất là 200 ngàn. Tiền lẻ đó hả? Tất cả tài sản của tôi đó. Đặt ra 10 ngàn đi không chứ? Một phẩy tám rồi. Tám chính là lớn nhất đó. 50 ngàn. Sao hả? 50 ngàn thêm 150 ngàn nữa. Họ không thèm mình cũng no mà. Gì hả? Theo đi. Uầy, lấy tiền ra đi. Ừ, tiền lẻ đâu? Tiền lẻ á? Ê, anh kia. Ủa, nè. Để tôi đi kiếm cho anh ngồi đây. Em à, cho anh về dọc chiều đi chơi đi nha. Uầy, trước nay anh cờ bạc đâu có mượn tiền nhau. Anh không phải còn 30 triệu tiền mặt ở trong nhà sao? Anh đã quên để chỗ nào rồi. Anh giỏi như vậy sẽ nhớ được mà. Uầy, bây giờ đánh con bài nào đây? Ừ, con này nè. Thiệt hả? Tình anh đi. Cẩu đồng, tôi tới nhất phát tam hưởng. Hả? Cuốn nè. Xếp lẻ ở đâu hả? Đang hết bia trong phòng xe đi ạ. Xếp lẻ. Hai. Hai. Thằng khốn nạn này muốn đâu được á? Tôi có gì muốn nói với anh? Có gì quan trọng không thấy tôi đã đánh người sao? Tôi muốn 12 triệu đi cờ bạc. Ừ, 2 triệu đồng. Con nói lộn hay không á? Đấy à, mày cởi nhà nhóm đấy tao á. Dù sao 2 triệu đồng này cũng không tiết kiệm được. Tôi đi đâu kiếm 2 triệu đồng cho anh đây ra hả? Đại nhà có đến nhà của tôi cờ bạc, nếu mà không có tiền sẽ đổ bể ra hết. Tất cả đều phải chết chung thôi, đưa ra đi. Mà buông tay ra đi. Anh hứa tôi sẽ buông ra. Đi đâu mới về vậy? Xin lỗi nha, tiền lẻ tôi hay để bậy bạ. Tiền cho công nhân để vào phòng công nhân. Phòng công nhân ở nguyên lãm. Đừng có nói nhiều nữa, người ta đang chờ anh đó. Chị bà đi. Chị bà. Xe tám đi tiền. Dạ, tôi xả. Ê, nhữ nó đã. Không có gì đặc biệt. Đặt thêm 200 ngàn. 200 ngàn? Tôi thêm 800 ngàn. Theo. Ê. Bà là 8. Phải cần nói thầy hết rồi đi. Dĩ nhật trình. Chơi luôn. Bà tấm 8. Không có bao nhiêu. Theo. Không theo. Tôi bà tấm mất. Tôi không tin là 488. Ăn tiền phải cần phải xúc động, đừng có khóc nha anh bạn. 488. Coi nè. Sao vậy? Lúc này tấm tải là 88 mà. Hả? Hả? Dán bài đi ra hả? Tất nhiên rồi. Dán nó đã qua nhiều dán rồi. Sao không nói với tôi? Anh không hỏi tôi mà. Đồ khốn nạn. Dạ rồi à, ăn hay thua? Nhìn cái đầu là biết mà. Thua hết hả? Sao nói anh là vua bé? Tôi nói lúc nào đâu. Hình như tôi có nói rồi. Vậy bây giờ tính sao? Phải kiếm thêm triệu để gỡ vốn chứ. Lập tức phát quyền bản sắc vua bé. Qua wow, còn muốn lấy thêm triệu nữa hả? Tôi đã lấy hết tất cả tiền bảo chứng, tiền bảo tích của sở cảnh sát đưa cho hai đi cờ bạc. Bây giờ ở sở người ta đòi đây này. Nếu anh không lấy 2 triệu đồng đó về thì đi mua giấy thuyền đi phía khác đi. Vậy lập tức cho mượn tiền đi mua giấy thuyền đi. Ờ, cái anh này. Anh đi mượn thêm triệu nữa đi. Không nói chuyện nữa. Quay. Nếu tôi thêm triệu nữa thì tính sao đây? Thế là cũng chết chứ sao phải liều mà. Anh bạn à, chỉ kiếm cho đồng bạc để ăn thôi, cần gì phải đánh nhau vậy chứ. Anh lại đánh ai nữa vậy? Đang đánh hai gã biệt đó. Hả? Biệt bận quý trọng như vậy sao đánh người ta? Bọn họ gạt người ta hết 2 đồng. Ồ, gạt người nào hết 2 đồng? Người mà họ gạt là tôi đây. Đó sao? Ăn mày cũng gạt hả? Đánh nó đi. Đánh! Cất tình của Đỗ Thánh Hồng gia. Hello, hai anh mạnh giỏi chứ. Mạnh giỏi gì? Tôi chạy bỏ làng đây nè. Anh bạn, đừng đánh chúng tôi nữa. Tôi dạy cái biện bọc tốc hành cho anh nha. Ăn chắc đó. Được. Nhưng anh phải xuất gia cho tôi coi trước. Sao kỳ vậy? Trời cái buổi trưa vậy? Đánh hết 16 vòng rồi còn chưa về, không biết anh đi đâu nữa. Ê, hey, về tới rồi. Các vị khán giả.
Hả? Wow. Wow, rất là ngồi ngồi tốn tốn nha. Thông minh thiệt á. Tướng mạo của anh hình như rất quen thuộc, nhưng không biết anh là đóng vai gì. Anh đoán thử coi. Tôi biết rồi, Đỗ Thánh. Sai, là David Copperfield. Wow. Về bài. Tôi mất lắm dạ. Ba tấm mất. Thùng phá thỉnh. Thùng phá thỉnh lớn hơn. Bốn tấm mất. Năm tấm mất. Wow. Để thằng cha nó truyền nghề cho anh cũng khá lắm hả? Ăn hết đó đi. Tôi còn muốn nhân cơ hội này thì nó chăm tướng của kẻ mưu sát bất dạng. 1 triệu đồng. Theo. Vé trước. Điên rồi sao? Tùng phát sẵn quyết định chứ. Xà lá. Tôi không tin anh là David Copperfield. Tôi theo anh. Còn lại 5 cách. Cầm đó 5 triệu. Khỏi cần cầm. Nếu mà anh chịu trả lời tôi một vấn đề thì tôi coi đó là 5 triệu đồng. Vấn đề gì? Anh đã từng bao giờ nghĩ đến việc đánh chết tôi hay không hả? Hả? Trả lời đi. Tôi... Trả lời đi. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Hỏi vấn đề mà kỳ cục vậy. Đi về. Dạ. Đó không gì nữa thì thôi. Hey. Quay, tụi mình ăn hết tiền rồi, Trần tướng kiếm được chưa? Trần tướng chính là tấm tay là tấm vốn, thằng điên nó không dám theo. Đại ca, con sao đại ca? Trả tiền lại. Đã trả giống rồi, tiền ăn được có phần anh sao? Mượn tiền không trả lại tất cả. Rồi, trả lời trước cho đồng nghiệp của ngân hàng đi hả? Ê, bữa nay lợi tức thấp, chỉ có 2 ly 75 thôi. 2 triệu đồng chỉ cho 365 ngày. 25 đồng cho anh 30 nè, khỏi thôi. Thêm 10 đồng lấy anh đi. Ừ. Nếu sớm giải quyết thì đâu cần gây gỗ nhau. Điều tra lâu có tiến triển gì không? Tôi phát hiện có chú đi tăng ca ngày càng quái lạ. Tôi nghĩ sau lưng chắc là có sự bí mật không có thể thấy ánh sáng. Còn có anh chàng Lâm Đại Nhàn. Sao nó quản vậy? Khi tôi đi huấn luyện ở Scotland, tôi đã từng nghiên cứu những vụ án kiện kỳ lạ nhất thế giới, gồm có sự mưu sát trên xe.